kính chào tới ngồi quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai thì trước khi chúng tôi nói về những cái việc vui vui trong tuần qua mà chúng tôi đã tham dự, thì thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi phải dành những cái giờ để báo cho quý vị tin buồn. Bởi vì hôm nay là một ngày rất là buồn cho tất cả các anh em nghệ sĩ, bởi vì chúng tôi có hai người bạn đồng nghiệp vừa qua đời trong cách nhau một ngày. Đầu tiên là nam nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, MC và người mẫu Đức Tiến, thưa quý vị. Bạn đã qua đời đột ngột vào tuổi 44 tại miền Nam California, trong lúc đang ngồi cắt mít gọt cho bạn bè. Theo như chúng tôi luôn biết là bạn đã gọt mít này kia rồi cắt cho mỗi người miếng, xong rồi khi mà bạn lau chùi đó, thì đang cầm dao lau chùi rửa thì người ta nghe tiếng con dao rớt xuống đất một cái. Thì nhìn lại thì thấy bạn đang gục ở dưới đất. Và thưa quý vị, lúc đó cũng còn thở, nhưng mà khi chở vô bệnh viện thì sau nửa tiếng thì bác sĩ đã báo là bạn bị nhồi máu cơ tim và đã qua đời. Đây là một cái mất mát mà phải nói là bạn Đức Tiến đó, thì đó là một tài năng. Mới vừa quý vị cũng thấy là mới vừa phim đó Hao Mong Manh, bạn cũng mới đóng rất là thành công. Và bạn ở trong miền Nam California thì bạn đóng nhiều vai trò lắm, từ MC cho tới những diễn viên điện ảnh, rồi diễn viên kịch, rồi lại làm cho những cái chương trình mà gọi là shopping, home shopping vân vân, và rất là nhiều cái vai trò của bạn làm ở trong đây. Và nghe nói là bạn đang có rất là nhiều show sắp tới, thế nhưng đã qua đời đột ngột. Và xin thay mặt cho ban Chuyện phố phường cũng như là tất cả các anh em của Đài Việt Face TV, xin chân thành chia buồn đến Bình Phương là vợ của Đức Tiến và gia quyến của gia đình của Đức Tiến. Bạn để lại một đứa con gái còn nhỏ. Và thưa quý vị, tang lễ sẽ được tổ chức trong những ngày sắp tới tại miền Nam California, và chúng tôi sẽ có những cái thông báo về cái tang lễ này, thưa quý vị. Người bạn thứ hai của chúng tôi vừa mất trong ngày hôm qua đó là nam nhạc công, nhạc sĩ U Minh Kiệt, thưa quý vị. Nếu như những người mà hoạt động âm nhạc tại Sài Gòn sau 80-90 đó, tức nhất là thập niên 90 đó, thì đều biết mà nhạc sĩ U Minh Kiệt là một tay guitar bass rất là giỏi. Bạn đã hoạt động trong phòng trà tự do, vân vân, và nhiều chương trình ca nhạc khác. Khi mà sang Hoa Kỳ thì bạn làm hòa âm, đánh đàn, và sau này thì bạn đánh cho trung tâm ban nhạc Asia hay là các chương trình của SPTN. Bạn đã bị bệnh trong thời gian qua và cũng đã qua đời vào ngày hôm qua 19 tháng 5, thưa quý vị. Đây cũng là một mất mát nữa cho các đồng nghiệp của chúng tôi ngay tại đây, là bởi vì một lần đi hai người ha chị ha. Đi một lần đi hai người. Và cũng xin thay mặt cho ban Chuyện phố phường cũng như tất cả các anh em của Việt Face TV, xin chia buồn đến gia quyến của anh U Minh Kiệt. Bạn này thì tới giờ vẫn còn độc thân và là một người rất là hiền hòa, thưa quý vị, và một phải nói là một tài năng. Rất là nhiều bản nhạc mà của chúng tôi luôn ngày xưa đã được bạn này hòa âm rất là hay, thưa quý vị. Và đó là một thêm một mất mát nữa của chúng tôi. Chị Lan, ngày hôm qua thì sao? Chị cho biết cảm nghĩ đi. Chị đang buồn quá à. Dạ buồn, nhưng mà mình cũng phải vô mình quên đó đi. Tự nhiên cứ nói giờ từ từ đi chị. Thôi nó phải... Người đi thì đã đi. Chỉ mong hai em là sớm tới một cảnh giới tốt đẹp nhất và bình yên nhất. Mình thì ở lại thì mình vẫn còn tiếp tục mình con đường sự nghiệp để mình cống hiến cho quý vị. Rồi mình cũng sẽ đi thôi, ai cũng sẽ đi. Trước sau gì cũng phải đi thôi. Và trong ba chị em mình chắc chị đi trước quá. Chưa chắc à nha chị, chưa chắc à. Cái nói đó là cái nói là bà nói đó là cũng có ý đó, có ý cho người chính giữa đó chị biết không? Trời sao hay quá vậy? Không có đâu, chị nói thiệt với em đó, không phải là cố ý nói người chính giữa hay người bìa gì hết á, nhưng mà đúng là nó rất là vô thường. Không thể nào em tưởng tượng được những cái sự ra đi như thế này. Cái bộ đồ đàn ông của chị bữa nay mặc đẹp thiệt. Mà cả hai em mà đi ra đi rồi đó nha, người nào cũng tốt tướng nha, tướng cao thì đó, khỏe mạnh như Đức Tiến bình thường. Đức Tiến thì quá khỏe rồi, coi như là mảng trồng mảng cầu nhiều lắm nha. Và thôi chúng ta đừng nhắc nữa, bữa nay dưới cái show này show là show vui, lát chị vẫn phải kể chuyện cười. Mình nói show chị Bạch Yến đi. Thưa quý vị ơi, hôm qua kể chuyện ngày hôm qua 1, 2, 3 kể. Thưa quý vị, ngày hôm qua là show của chị Bạch Yến 70 năm, thưa quý vị.
Chị Bạch Yến 82 tuổi rồi, quý vị thấy show thứ 6 tuần rồi mà giới thiệu những bài hát của Bạch Yến rất 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 là nhiều người thích, thích trời lắm. Trời ơi, nhiều người comment là thích lắm. Và chúng tôi luôn đi coi đó, là quý vị biết không, chị Trang Lan mấy chục năm chưa bao giờ đi coi ca nhạc, ngồi dưới coi hết á. Chúng tôi luôn rất là hiếm khi đi coi luôn, nhưng mà cũng có đi. Chị Mỹ Linh cũng vậy, nhưng mà ngày hôm qua ba chị em chúng tôi đã đi coi và phải nói là một cái buổi nhạc rất là thành công và rất là đã. Tuyệt vời, quý vị bởi ơi. Vì chị đúng là một diva với nhiều vai trò khác nhau trên sân khấu, đủ hát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt. Không những vậy mà chị dẫn chuyện duyên dáng, mà một người 82 tuổi rồi mà hát mấy chục bài trên sân khấu vẫn tỉnh bơ thôi quý vị. Hay mà phải hay nói rằng là chị là một người nghệ sĩ có đẳng cấp quốc tế. Đúng rồi. Lên đúng là có đẳng cấp quốc tế. Một cái cử chỉ chị, một cái đi tới đi lui của chị, một cái té mà chỉ làm bộ chị té chị sụm xuống cũng dễ thương, cũng có duyên nữa. Người đâu mà duyên như là chị vậy? Làm chủ sân khấu hết, chủ sân khấu mà quý vị biết không, trên cây đàn, trên sân khấu chỉ có một cây đàn piano và một cây đàn guitar thôi. Và cuộc cây đàn guitar của Nguyễn Đức Đạt và một cái piano mà chơi hay lắm thôi quý vị. Và chúng tôi phải nói là chúng tôi uống từng lời và phải nói là người nào cũng sướng cảm xúc đến nỗi mà rớt nước mắt luôn, là bởi vì khi mà rất là hiếm mà chúng tôi được coi nghe một cái danh ca 82 tuổi rồi mà hát mấy chục bài mà hát như nút đĩa vậy đó, chứ là không bị phô chút nào đó. Hát như nút đĩa vậy đó, hát rất hay là ghê. Hay và ở một cái trình độ cao mà chúng tôi ngồi coi thấy đã và thấy là chị rất là xứng đáng để cho được mang. Mình thấy mình ngồi với chị mình thấy mình nhỏ bé nha. Đúng rồi. Mình thiệt quá nhỏ bé mà nói. Chị trên sân khấu chị rất là nhỏ bé nhưng mà cái tầm vóc của chị rất là lớn. Chị đưa ra một cái năng lượng rất là lớn luôn. Coi như chị coi như là đưa ra một cái năng lượng cho toàn thể một nguyên một cái nhà hát để cho người ta cảm thấy hả là coi đó. Như uống từng lời từng cử chỉ hành động. Mà em cũng chỉ tiếc là chỉ có một show thôi đó. Thì đó bởi vậy chị cũng quá tiếc luôn á. Chị tiếc ghê. Ở đây không có nhiều show mà quý vị biết không, khách đầy nghẹt. Chị hôm qua về đó là ông tiếc luôn á, ông cũng tiếc nhưng mà tự vì thôi anh hôm qua anh cũng có việc chứ không thôi thì đã kéo anh đi rồi. Ngày hôm qua cũng có cô Marito và anh Huỳnh Thi cũng đến và tất cả gần như là những người là những gương mặt nghệ sĩ. Coi như văn nghệ sĩ ở Cali này, ở Orange County này là coi như là có mặt gần hết đó quý vị. Trừ ca sĩ thôi, ca sĩ có ba chị em mình nè. Ủa vậy hả? Chứ ca sĩ là ba chị em mình thôi. Không có ai nữa đâu. Có chị Phượng Khanh, chị Đăng Thanh, những đợt của chị Bạch Yến hồi xưa đó là cô Thái Xuân. Thái Xuân Diễm xưa rồi nhiều lắm. Chị Bích Thu Vân cũ. À, chị Ca Thi Huệ, Bích Thu Vân cũ. Còn Bích Thu Vân mới là đây. Dạ em biết anh luôn. Thì chị Linh vô tin đi chị Linh. Đây là một cái tin đầu tiên nè quý vị. Ở Garden Grove nè, California, có 4 đứa trẻ con mà nó trốn ra khỏi cái nhà trẻ, mà nó gọi là cái daycare thôi chứ giữ nít mày còn nhỏ tuổi đó chị. Mà không biết tại sao mà 4 cháu đó mở cửa nắm tay nhau bước ra đường. Đi ra ngoài đường thì cái xe mà người ta thấy mấy cháu đó đi xuống dưới đường, ở dưới lề đường á, ở dưới mà dưới mặt đường đó mà đi đó, coi như là xuống rồi một xe người ta ngừng lại, người ta mới là kéo hai mấy đứa đó lên trên xong rồi dẫn vào trong. Wow, cái đó cha dẫn mẹ vào trong nha. Chỗ đó. Nhưng mà em thấy một cái lạ là hình như nhà là trẻ hay nha? Nhà trẻ. Không biết người Việt hay người Mỹ ta. Người Việt hay sao? Chết chà. Hèn chi có một cái, em có coi một cái TikTok nha. Một cái cô Mỹ cổ quay cái nhà này luôn. Cô nói quý vị đừng bao giờ đem trẻ con tới đây gửi. Đúng rồi. Bởi vì đã có 4 đứa trẻ đi lạc ra ngoài đường xém nữa bị xe tông. Nhưng mà điều á, một cái lạ nha. Một cái lạ là người ta nói là tất cả những cái phụ huynh á, ở trong đó người ta hình như người ta thấy bình thường, không ai có cái phản ứng gì khó chịu hay là cái gì hết trơn. Tại vì người Việt Nam mình tương đối là cũng thuộc một loại dễ ha. Chắc vậy quá chắc vậy á. Chứ còn như cái cô này người Mỹ là cổ đã thấy cổ bực mình cổ đưa tin lên. Cô đưa tin đừng có đem con. Còn ở trên này tin này thì các phụ huynh bình thường. Có như là những đứa trẻ hiếu động, chỉ có một cái là không để ý rồi cái đó. Đương nhiên trẻ là hiếu động rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái trách nhiệm của cô giáo. Mở cửa đi ra là hơi quá. Trời ơi, dắt nhau 4 đứa mà đi ra xuống dưới đường rồi đó. Mà cái bà này bà thấy bà ngừng xe lại, bà ấy lên trên. Và thưa quý vị, ở cuộc người Mỹ của chúng ta thì lại có một cái chuyện đặc biệt nữa đó. Là ở bên Mỹ đó, người Việt nha quý vị. Là ở Portland, Oregon đó có một cái chị đó. Chị này chị mê thể thao lắm. Mà chị mê thể thao mà chị muốn đi coi thể thao. Mà muốn đi coi thể thao á là
chỉ sợ cô này có sợ mấy người nam mà nhiều người đàn ông cứ tấn công này kia đó. Rồi khi mà cô muốn đi coi thể thao trong một cô nữ đó, trong tiệm ăn, trong quán bar này cô cũng mở, khi mà cô dặn cái đài thể thao nữ, cô yêu cầu dặn á là không có cái người nào mà họ hướng dẫn họ chịu đó. Tại vì cái quán bar là người ta tự nhiên quán bar mở mấy cái đá banh hay là football bóng rổ của đàn ông đang chiếu cho khách coi, làm sao mà chuyển cho nữ được, tự người ta coi thường phụ nữ. Cô tức quá cô về cô lập ra một cái tiệm, thưa quý vị, cái tiệm đó gọi là sport bra để dùng cho chỉ có chiếu toàn là những chị bộ cổ, cũng kêu mấy cái mua mấy cái bản quyền của mấy cái đài đó, mua mấy cái cáp trả tiền đó, mà cổ suốt ngày cổ chiếu toàn là những cái cuộc đấu của nữ trên thế giới thôi, với nước Mỹ thôi mà hả? Cổ mở lên đó đông vô kể luôn, cổ đông đến nỗi mà thưa quý vị chỉ trong vòng thôi 1-2 năm thôi mà bây giờ đó cổ đã mở thêm, định mở thêm trên toàn nước Mỹ luôn, franchise luôn. Đó, tại vì khách rất là đông. Cô kêu là quán truyền hình thể thao nữ giới, cô chỉ chiếu nữ thôi mà bây giờ rất là nhiều người nữ tới. Cô này gốc Việt. Từ cái cô này người Việt. Cô tên là Jenny. Đến nỗi mà cổ mà mấy cái thể thao gia của thế giới đó, mấy cô nữ đó cũng tới ủng hộ nữa, rồi đưa lên mạng, người ta đưa lên kia, rồi cho chụp hình này kia, rồi đủ thứ hết đó. Nên bây giờ đó là một cái mô hình quán mà vô uống rượu mà coi xem, chỉ xem toàn nữ thôi, mấy chương trình của nữ thôi. Bây giờ họ ủng hộ người nữ này đó, thì họ bắt đầu họ mở thêm nhiều tiệm nữa, tính mở thêm franchise đi khắp nước Mỹ. Nếu quý vị nào có muốn có cơ hội làm ăn và muốn làm ăn đó, thì phải liên lạc với họ, với cô Jenny Nguyễn này đó, để chúng ta có thể là làm một cái mô hình. Cái này cũng hay lắm thưa quý vị. Đó là chuyện của cô này, chị Linh, chị Lan. Kể chuyện cười đi chị Lan, cho bớt không khí lên. Chuyện cười là hai người dẫn nhau, hai người yêu nhau á, dẫn nhau đi chơi, đi lên núi đồi này kia đi chơi, xong mới tối về cái đi xuống dưới đi bộ xa quá. Cô gái mới nói anh ơi em mỏi chân quá à. Cái nói tại đây đường này không có xe cộ hết, thôi em ráng đi bộ với anh đi chứ bây giờ xe đâu mà kêu cho em về. Ông chịu đâu rồi đó, má má em mà mỗi lần đi xa vậy mà em mà mỏi chân là má em cõng em về không đó. Cái chàng trai mới nói ủa vậy hả, trời ơi, nhưng mà bây giờ nửa đêm nữa hôm sao kêu má em tới đây cõng em về được. Thế thương ghê vậy. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị. Nói là muốn người yêu dẫn đấy. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Trung tâm Thúy Nga với chị Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga với một sản phẩm bán được rất là nhiều và từ lâu năm nay, đó là Sugar Ifucodan với hàm lượng Fucodan cao nhất hiện nay và dùng để tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp cho ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng Sugar Ifucodan, đó là dạng nước và dạng viên, 250 đồng một hộp. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella rêu Nhật Bản. Với công dụng của Okinawa Corella là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể uống từ 10 cho đến 15 viên mỗi ngày, một hộp là 30 đồng. Quý vị có thể liên lạc thuyngashop.com hoặc là số điện thoại 7148945811 đang hiện trên màn ảnh để mua những sản phẩm của Thúy Nga và còn nhiều sản phẩm khác trên trang web này. Thế đến là công ty DMG James Arizona, đặc biệt thưa quý vị với những sản phẩm về Diamond. Sản phẩm Diamond thưa quý vị đó là hai loại thôi, Masonite Arizona, một loại đặc sản của Arizona với những cứng như kim cương và với những vết cắt đó, thưa quý vị đến 340 giác cắt nên nó rất sáng đẹp và lâu nữa. Mua một viên là 500 đồng một carat, 1000, 2 carat, 2000, 4 carat. Quý vị mua một viên này đó, quý vị sẽ được bảo hiểm trọn đời và được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường và những quà gấp khác nữa nha quý vị. Họ cũng đang có chương trình đổi những cái viên Diamond này, lấy những cái viên Masonite Arizona lấy Diamond Lab, chỉ cần bù thêm 50% tiền của viên Diamond Lab mà thôi. Quý vị phải nhớ có một cái dịch vụ này. Chưa kể thưa quý vị, hiện tại quý vị thấy có những chiếc nhẫn rất là đẹp trên đó, vàng 18 carat kiểu Italia và gắn những cái hộp đá, những cái hộp mà Masonite Arizona sáng rỡ và đẹp lắm thưa quý vị, với giá từ 2.500 trở lên nha. Một chiếc nhẫn, quý vị mua một chiếc nhẫn từ 2.500 trở lên, quý vị có thể được cơ hội tặng một hoặc hai carat kim cương lab. Mua Masonite mà lại được tặng kim cương lab là kim cương thật thưa quý vị. Kim cương lab là gì? Là kim cương nuôi trồng trong phòng thí nghiệm.
và nó vẫn sáng, vẫn đẹp như thường, và vẫn có nước DEF và vẫn ở cái VVS1, VVS2 không than, không bọt, không bị trì trụa nhiều. Và quý vị nhớ rằng cái màu của nó cũng sáng đẹp lắm, và nó cũng được giấy kiểm định của GIA, là một cái giấy mà chúng ta rất là căn bản bảo đảm cho cái viên ngọc, và IGI là những cơ quan kiểm định nổi tiếng. Thưa quý vị, quý vị đang có những cái chương trình sale đặc biệt, quý vị phải gọi cho chị Helen, đang có những chương trình sale về cái viên lab diamond này, và quý vị gọi cho DMG James Arizona để tham gia cái chương trình mà được mua masonite được tặng kim cương đó, với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Và quý vị có thể vào trang YouTube DMG James YouTube Official để xem các chương trình game show cũng như tặng quà xối xả. Tại miền Nam California, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh của chúng tôi để quý vị tham dự xem tận tay, dây tận mắt những viên kim cương Diamond Lab và những viên Masonite Arizona. Ở đây thì không có cái vỏ nhẫn và những cái nhẫn của đã để sẵn. Thưa quý vị, chị Linh, chị Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến, đặc biệt giảm giá nhân mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui, 250g, giá thường là 720 đồng, nay sale còn 540 đồng, tặng đường, sâm và một gói táo đỏ. Nếu quý vị mua 5 hộp thì mỗi hộp 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện chân yến. Nếu quý vị mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, 10 phần quà tặng và tặng 2 cái nồi điện chân yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc qua website thanleyyến.com. Quý vị nhớ Yến Sống Vui, Thanh Lê Yến. Thanh Lê Yến Sống Vui khác là Vui Sống đang có mặt trên thị trường nha quý vị. Vui Sống không phải là Thang Lê Yến. Sống Vui 5 chữ A, Yến trắng mới là đúng là Thang Lê Yến. Và đây là một nơi uy tín để quý vị có thể gửi gắm sự tin tưởng để mua yến. Bây giờ thì những quý vị thích du lịch thì quý vị hãy chú ý đến hai tour du lịch của nam ca sĩ Quang Lê thực hiện. Thưa quý vị, đầu tiên phải nói là tour du lịch Singapore, Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 11, ngày 10 đêm, khởi hành từ Los Angeles từ 11, 17 tháng 7 cho đến 29 tháng 7. Dẫn tour đi là Quang Lê và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, một gương mặt rất là khả ái. Xin giới thiệu đến quý khách tour du lịch. 5 ngày đầu quý khách được tham gia quốc đảo sư tử Singapore cùng các nhiều điểm đẹp. 6 ngày tiếp theo quý vị sẽ đến với Hàn Quốc xứ sở Kim Chi và thăm nhiều đảo, nhiều đất ở đây, những cái nơi đóng phim vân vân, những cái show đặc biệt nổi tiếng. Và đặc biệt là khi quý vị đi, quý vị sẽ được tham dự live show Quang Lê tại Seoul, Hàn Quốc, dĩ nhiên là miễn phí rồi. Và người dẫn đường chính là nam ca sĩ Quang Lê, sẽ rất là vui vẻ và dẫn quý vị. Tour du lịch thứ hai, thưa quý vị, đó là tour du lịch Đài Loan, Thái Lan, được tổ chức vào ngày 21 tháng 8 cho đến 2 tháng 9 năm 2024. Tour này, Đài Loan được mệnh danh là con rồng châu Á, còn Thái Lan được xem là thiên đường du lịch. Quý vị có thể chọn tour tháng 7 hoặc tour tháng 8. Và quý vị cũng sẽ đến những thành phố tại Đài Loan, đời sống về đêm vân vân, và đi đến Thái Lan, đi chợ trên sông, và đi dùng chợ nổi và uống nước dừa nước, cà phê phủ vàng vân vân. Và ở khách sạn là tiêu chuẩn 4 sao và 5 sao nha quý vị. Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến, kinh nghiệm nhiệt tình vui vẻ. Và tour du lịch Đài Loan, Thái Lan, người dẫn đi sẽ là Quang Lê và nữ ca sĩ Tố My ở Việt Nam. Và quý vị có thể gọi những số phone này để book. Quý vị thấy hai số phone đang hiện trên màn ảnh để booking đó, quý vị lấy máy ảnh chụp nhé. Quang Lê 714-299-6687 và Miss Thảo 714-749-7896. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị một công ty, đó là MV Heart. Thưa quý vị, MV Heart như thường lệ thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cái sản phẩm MV Heart là NMN. NMN thì chúng tôi luôn phải đọc cho quý vị nghe về những cái sản phẩm MV Heart này, nó dễ thương, nó tốt như thế nào. Thưa quý vị, cái NMN này nè, công dụng của nó đó là cải lão hoàn đồng, giúp cho quý vị kéo dài tuổi thọ, kích hoạt hệ thống hô hấp của tế bào, đánh thức các tế bào đang ngủ quên, giúp sống khỏe hơn, sống thọ hơn, không bị già lão, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, co mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, giúp ngăn chặn nguy cơ tăng nhanh gây béo phì nhờ những cái chất đặc biệt MNN. Cái này thuốc Nhật Bản, thưa quý vị, làm tại Nhật Bản, và thường thường cái giá của nó ngày xưa nó mới ra đó là đến 1.500 một chai. Bây giờ thì chúng tôi đang có những cái giá, bây giờ tự vì cái patent, tức là cái công thức của nó đó, bản quyền của nó đã được bán rộng rãi khắp nơi, nên cái giá nó càng ngày càng giảm xuống, và hôm nay chúng ta có thể với tới được với giá 120 đồng một hộp 60 viên. Chưa kể là quý vị mua 3 tặng 1, có nghĩa là 360 đồng 40 viên, 4 hộp chứ là
240 viên. Quý vị có thể dùng đến 4 tháng. Đó là một cái giá rất là hời cho chúng ta khi chúng ta có cơ hội để dùng NMN cải lão hoàn đồng, thưa quý vị. Sản phẩm tiếp theo của họ chúng tôi luôn cũng xin giới thiệu, đó là một cái sản phẩm khác mang tên là White Skin Haki. Đây là sản phẩm làm trắng da rất là tuyệt vời, giúp cho da quý vị trắng sáng lên, trắng lên như quý vị từ những làn da nám đen rồi đó. Và nó cũng vì nó cũng lọc gan và lọc phổi nên nó làm cho quý vị không những chỉ bổ phổi mà nó làm cho quý vị những cái gan mà quý vị làm cho mặt nám và những cái dark spot trên mặt, những cái vết nám đen trên mặt vân vân, tàn nhang thì nó sẽ đi rất là nhanh. Đó là White Skin Haki. Và đây là một chai này, thưa quý vị, với giá bình thường là 120 đồng một chai, nhưng đang sale với giá 90 đồng một chai và mua 3 tặng 1 của MV Herb. Một sản phẩm nữa chúng tôi xin giới thiệu đó là Stem Cell của Nhau Thay Cừu và BirdNet. Nhiều quý vị đã bắt đầu mua cái sản phẩm này là bởi vì nó có hai cái rất là tốt. Một cái là Stem Cell Nhau Thay Cừu giúp cho quý vị tái tạo làn da mới, giúp cho quý vị tái tạo sản sinh ra những cái collagen mới rất là tuyệt vời cho cơ thể. Và yến thì lại bổ cho chúng ta bổ phổi, giúp ngủ ngon và giúp nhiều cái sức khỏe, tăng cường sức khỏe khác. Nên đây là một loại mà quý vị biết rằng những người mà có thai đó thì dùng nó bổ dưỡng rất là nhiều. Và quý vị đàn ông đàn bà gì cũng có thể dùng loại này hết. Nhau Thay Cừu, tế bào gốc và BirdNet tức là tổ yến. Đó, thưa quý vị, một chai đưa chú ý 100 đồng một chai thôi, với 90 viên, thưa quý vị, 100 viên với 100 đồng, 100 viên lận, và mua 3 cũng được tặng 1, đó là MV Hurt. Quý vị có thể liên lạc với MV Hurt ở số phone đang hiện trên màn ảnh để làm đại lý. Quý vị muốn mua những sản phẩm này xin vào website tantuquynh.com hoặc gọi cho chúng tôi 7146127309 và hoặc đến với tiệm Tân Tú Quỳnh. Chúng tôi có đầy đủ MV Hurt và tại Thúy Nga Paris, Canada cũng có những sản phẩm của MV Hurt cho quý vị nhé. Tại Việt Nam thì trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm này tại Việt Nam. Quý vị cứ chụp mấy ảnh đó để làm tư liệu, địa chỉ và số phone nha quý vị. Đó là MV Hurt. Bây giờ thì trở qua công ty rất là quen thuộc, đó là chị Bá Hai bán trái cây, thưa quý vị. Mùa nào thức đó, hôm nay ở Bé Hai bán trái cây có những loại trái cây như là mít tố nữ, như có những loại mít Italia, có măng cụt, có nhãn Hawaii, có xoài, có bưởi, có ổi, có thanh long, có những cái trái cây mà trong mùa cam quýt và các loại xài khác nhau nữa. Và có những trái sầu riêng, rồi chắc chuẩn bị tới mùa táo tàu nữa đó thôi quý vị, mà cũng sắp rồi đó. Rồi quý vị thấy là còn nhiều cái loại trái cây khác rất là ngon và quen thuộc. Đó là những trái cây tươi và bán bảo đảm rẻ hơn những chỗ khác. Quý vị có thể đến đây mua chả tôm, chả mực, chả ốc cũng rất là đặc biệt ở đây luôn, để cho quý vị có thể đến ăn và mua về. Quý vị có thể làm đại lý luôn nếu quý vị gọi hai số phone trên màn ảnh để mua gửi qua đêm cho quý vị đến từng nhà ở các tiểu bang. Mời quý vị ủng hộ trái cây tươi của Bé Hai, mở cửa 7 ngày ở địa chỉ 8892 Bonsa Avenue, ngay góc Bonsa và Magnolia, trong khu chợ IBC sát tiệm bún Ban Mai, một khu vực sầm uất. Và nơi đây quý vị có thể mua 7 ngày luôn. Và trái cây tươi quý vị có thể đến mua lúc nào cũng có, đặc biệt dành cho quý vị yêu trái cây nhiệt đới. Chị Mỹ Linh. Vừa rồi đó quý vị, thì cái cô mà cô này tên là Joy Trà, người Anh, năm nay là 31 tuổi, cô nhận được cái huân chương huân chương Gallantry Medal của ông vua Anh đó, ông vua Charles III đó, ông tặng cho cô này. Đó là một cái huân chương dùng để tặng những người nào mà có cái hành động anh hùng cứu người. Nhưng mà cô này đó thì cái người cô cứu đó chính là em gái sinh đôi của cổ. Thì cái này mình nói về 3 năm về trước, cái hành động này nó xảy ra từ hồi 3 năm về trước, là hai chị em đi du lịch ở bên Mexico. Thì ở cái vùng vịnh mà của Mexico đó thì đang bơi thì bị một con cá sấu nó tấn công. Thì cô chị với cô em cách xa nhau, thì tự nhiên lúc mà cô em cổ phát hiện ra đó là mình đang bị con cá sấu nó tiến tới gần là cổ đã bơi vô bờ rồi, không mà không kịp. Cô này gần tới bờ là con cá sấu nó bập trúng cổ liền, nó kéo cổ ra. Thì chị biết không, gãy xương tay rồi á hả, bắp tay rồi nó cắn vô bụng nữa, là coi như ảnh hưởng nó vô tới dạ dày ruột đồ kia luôn nữa. Cô này bị mất máu rất là nặng luôn. Thì cô chị ở kế gần đó nó thấy vậy, nó phóng tới cứu, thì cô chị cũng bị nó táp vô cái tay luôn. Mặc dù bị vậy nhưng mà điều cổ vẫn đánh được, một tay thì đấm con cá sấu, một tay phải đỡ cô em. Cô em cũng bị, lúc đó cổ bị cắn nhiều quá với nước nữa rồi, cổ bị úp mặt xuống dưới đất rồi đó, thành ra phải nâng cô em lên, một tay thì phải chiến đấu với con cá sấu này. Hay quá hả? Rồi xong một cái thuyền nó đi ngang, nó thấy nó mới cứu hai người này. Chắc nó phải xông vô
nó mới cứu được hai người này đưa về. Chứ không có cái thì cái tiêu cô rồi. Cái cô kia cũng muốn coi như là bị nhiễm trùng máu luôn nữa mà. Bị xuất huyết rồi rất là nhiều luôn. Mà bây giờ hành lành rồi hả? Bây giờ coi như là cổ lành rồi thì bây giờ cái người chị đó là được được tặng thưởng huân chương. Mà ở Anh cũng có cái xấu nữa hả? Không, cô này hai cô này đang du lịch qua Mexico. Đang ở vùng vịnh của Mexico đó. Cái vùng gì mà là Puerto Escondido đó. Thành ra là bây giờ em ghét cá sấu lắm nha. Chị cũng ghét nữa. Đâu ai thích cá sấu đâu à. Cá sấu mà sao người ta nhiều người nuôi làm thú cưng á. Nhất là ở Ả Rập á, bây giờ nó nuôi có phong trào nuôi cọp, cọp beo sư tử rồi, ghê quá. Lâu rồi, mấy cái vụ này lâu rồi. Mà sao Ả Rập nó mua nuôi nhiều dễ sợ luôn á, nhà giàu là phải nuôi sư tử đó, làm thú cưng á. Trăng rồi con này con kia nhìn mấy cái con đó em thấy không có cưng một tí nào. Hôm qua em coi một cái clip trên Facebook á, ông ở miền Tây đó, ông nuôi con trăng là con bạch xà đó chị. Con trăng nó nặng tới 60-70 kg lận, nó dài 3 mét mấy đó, mà ông nuôi nó từ nhỏ mà nó màu trắng. Nó màu trắng mà một lần nó ăn 3 con gà. Mà ông nói chứ nhiều khi ông bỏ quên, ông không cho nó ăn 2-3 tháng cũng không cho ăn luôn. Mà trời, đó nguy hiểm đó. Tự nhiên nhiều khi nó gặp con nít nó ăn luôn á. Hồi xưa ở gần nhà em đó có cái ông mà ông làm cái nghề mà ảo thuật đồ hồi xưa đó chị. Ông nuôi cũng con trăng. Em thấy ông nhốt ở trong một cái lồng vậy nè, bằng ấy đó. Thì con trăng cũng khá là bự. Ông hay diễn đó chị. Ông hay quấn trên cái cổ nè quý vị. Quấn lên cổ mấy người mà người ta diễn mấy cái nghề mà xiếc ảo thuật rồi đó, người ta hay có. Nhưng mà trước khi mà biểu diễn vậy phải cho nó ăn no chứ, mà nếu nó ăn không no nó đói bụng á. Đúng rồi, là nó xiếc mình là nó nuốt luôn, nó xiếc gãy xương mình xong. Trăng nó ăn chỉ có 1 tháng 1 lần, 2 tháng 1 lần thôi. Ủa gì mà lâu vậy vậy? Nó ăn no thôi à. Mấy con cũng vật đó là vậy đó. Và thưa quý vị, người ta nói rằng ở California đó thưa quý vị là nơi mà khó để dành tiền nhất. Thứ nhất là ở California là bởi vì tiền nhà mắc và tiền sinh hoạt đắt đỏ. Cái này nó cũng đúng đó thưa quý vị. Chúng tôi luôn có những người bạn hồi đó ở đây đó, chị Kim Yến á, nhớ không? Ở đây không để dành tiền được thưa quý vị, nhưng mà qua tiểu bang khác sống như Arizona này kia đó thì chị mới có thể mua nhà mua cửa được này kia đó. Nhưng mà tại sao mình không có bỏ rời Cali đi được từ cái nghề nghiệp của mình, phải không? Mình đi xa mà Cali thì mình sẽ không hoạt động được trong cái lĩnh vực. Đúng rồi, thường thường là những người mà đi ở các tiểu bang xa thì họ không có làm cái nghề này. Nghề này là thường tập trung về Cali hết. Thưa quý vị, ở những nơi mà còn khó nữa đó là Nevada rồi Portland, Oregon. Đó là những nơi này, với lại Hawaii đứng thứ nhì, đó là những nơi khó để dành tiền nhất. Nói chung là cái xứ nào mà du lịch mà đẹp đó là người khó để dành tiền lắm. Và những cái nơi mà dễ để dành tiền nhất là North Dakota và South Dakota, cũng như là Kentucky. Có những tiểu bang như vậy đó thì chúng ta sẽ ở đó thì Missouri chứ, Kansas và Iowa, không có phải là Kentucky. North and South Dakota, Kansas và Iowa là những tiểu bang mà quý vị sẽ để dễ dành tiền nhất. Nhưng mà những tiểu bang này thì có mỗi những tiểu bang bị gió lốc. Để dành tiền gió cuốn bay hết. Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Chuyện cười là phạm nhân mà trước khi bị xử bắn á, là đưa ra pháp trường xong cái người mà xử bắn á, nói theo luật lệ á, thì mỗi lần mà anh bị xử tử hình bằng xử bắn á, thì anh có một cái ước nguyện cuối cùng của anh, anh có thể nói ra đi. Cái bệnh nhân, cái phạm nhân nó mới nói chứ, ước nguyện cuối cùng của em là cho em xin áo chống đạn. Sự bán không? Áo chống đạn bắn lên đầu cũng vậy thôi. Bạn phải xin thêm cái nón bảo hiểm nữa. Theo chị, chị nói cho em xin được miễn sự bắn. Nguyện vọng của em cũng lúc đó hồi nãy em đang nghĩ vậy đó. Nhưng mà chị nói em nghe, bây giờ cho là cái mũ của lính đi, mũ lính là coi như là em không có bị đạn á, cái sắc. Cổ em cũng bị vậy. Nói chung vẫn còn dùng. Nhưng mà chị phải nhớ một cái công việc như thế này, nếu mà những người bắn á, mà bắn dở đó, mà người đó sống sau khi mà sử tử đó thì sẽ được sống luôn, phải không? Đó là một cái sao chị em thấy mà ở bên như cái bên Trung Quốc á, nó có một cái cô này bị sót, bị bắn mà không chết chị, coi như là quăng ra ngoài rồi đó, mà tại sao mà cổ vẫn còn sống nha, lúc mà hình như là sắp sửa mà đem đi đâu chắc đó, chắc có một sự lo lắng thì cổ lại đó. Sống nhưng mà nó bắt cổ chết lại đó. Nó bắt cổ chết lại không, tùy quốc gia, nhưng mà có cái quốc gia là nó thì mình đừng có chị sao? Cũng có nghe giống như em vậy đó. Nghĩa là khi nào mà bị bắn trật á thì coi như được sống. Nói chuyện chết chóc á, cái người thì rất là thích thú và hứng thú mà coi như là nồng nhiệt luôn vậy đó. Chị tính nói đó. Mắc gì mà thích thú? Tại vì em nói một cái câu chuyện mà nó coi như nó hơi giống giống với cái câu chuyện mà chị biết. Lớn hơn. Nói cái giọng lớn hơn nữa chứ mới ghê. Còn đây là một cái bản tin này nè quý vị, một cái cô này là người Ethiopia.
thì cổ 26 tuổi, nhưng mà từ hồi lúc mà cổ 10 tuổi đó thì cổ không có ăn được, cổ không ăn được, không uống được luôn đó quý vị. Nhưng mà lúc đó cổ cũng không có nói cho mọi người biết, còn nhỏ mà cổ thí dụ ở nhà cổ hỏi ăn chưa thì cổ nói ăn rồi, nhưng mà thực sự là cổ không ăn. Mà cho đến mãi sau này đó thì cổ mới thú nhận là từ hồi đó tới bây giờ suốt 16 năm là cổ không ăn uống gì hết. Ủa tại sao mà sống sao được? Sống trời. Không có cái gọi là mà đi bài tiết rồi kia nọ, không cần thiết luôn, tại không ăn uống mà lấy gì. Nhưng mà chuyện cũng vô lý, không có đâu, thì tại đó, cái năng lượng máu vô. Nuôi má. Chẳng hiểu nữa. Không hiểu luôn. Không mà cô này cổ vẫn đang sống bình thường. Ồ em nghĩ là tin đó nè, con muốn một cái gì đó nó không có. Đây nè, nó có hình ảnh mà đàng hoàng mà đó. Mà cổ nói là cổ không ăn uống gì hết. Mà hình như là người ta cũng đã có thử rồi này kia. Bản thân ba má cổ cũng kiểu như là cũng theo dõi, cũng coi con nhỏ này nói thiệt hay giả đó. Mà thực sự là cổ không có ăn gì chứ. Tối ngủ chắc phải xuống lục bếp hay sao á. Chắc phải có ăn uống gì chứ. Trời ơi, bài tiết phải đi chứ, phải đi tiểu đi. Tự nhiên cái đó dòng sinh học của con người. Truyền thông họ đã có nhắc tới cái vụ này rồi, chứ không có phải là cái chuyện mà người ta đã theo dõi. Trời cô này ngồi vậy. Và người ta vậy cô này đã... không phải là người. Thì đúng rồi, cô nó có những cái trường hợp rất là quái đản. Mà cô này là quỷ. Mình không thể nào mà mình nghĩ được. Thần tiên là ma quỷ đó, coi như là tự nhiên cái đồng hồ sinh học là coi như là vô phải có chất thải ra rồi tuần hoàn tuần nước rồi coi như là để nó lọc thận, lọc gan này. Có nhiều khi đó người ta sống bằng cái e cũng được vậy. Không. Khí rồi này kia nọ đó. Chị thử sống đi, chừng nào chị sống được thì chị biết. Em 2 ngày thôi, em sống bằng e đi. Chị hả? Nửa ngày, 3 tiếng sống bằng e là chị chết liền. Không, nó có những người đó. Có những người. Cho chị ăn thì chết liền. Thôi thưa quý vị ơi, bây giờ thì chúng tôi luôn sẽ quảng cáo, thôi hết giờ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công ty SK của Nhật Bản với những sản phẩm về tóc rất là tuyệt vời. Nhưng mà đầu tiên trước khi nói về tóc, chúng tôi phải nói một sản phẩm mới và bán đắt vô kể luôn. Đó là cái chai, thưa quý vị, cái chai gọi là chai Eye Cream. Eye Cream sẽ giúp cho mắt quý vị hết thông quần như là con gấu trúc vậy đó. Chúng ta sức vô, rồi những người bị bọng mắt ở dưới đây, những người bị bọng mắt ở trên phía trên, và gọi như là những cái đuôi mắt nhăn quý vị xài xài riết thì quý vị sẽ thấy nó thay đổi rất là nhiều. Đó, chị Mỹ Linh cũng đang xài đó phải không? Yeah. Và thưa quý vị, chai SK đây là một cái loại eye cream mới nhất của Nhật Bản, thưa quý vị, do công ty SK phát hành. Ngoài ra họ có một sản phẩm nữa, đó là cái chai mọc tóc, thuốc mọc tóc, một bộ hai chai. Cái này cũng chỉ cần dùng hai chai là có những người đã dùng tóc mọc rất là nhiều nha quý vị, và họ đã rất là vui vẻ để mua đi mua lại những cái chai SK mọc tóc này, chỉ cần hai chai sẽ mọc. Shampoo và conditioner của họ cũng là một sản phẩm đặc biệt với chất argan oil là chất chính, và sẽ giúp cho tóc quý vị không gãy, không bị hư, không bị rụng, không bị gầu đó, thưa quý vị, cho đàn ông lẫn đàn bà nhờ chất argan oil nha quý vị. Một bộ gồm có hai chai. Cái SK Nhật Bản mà để giúp cho quý vị nhuộm tóc 3 trong 1 đó cũng là rất là đặc biệt. Ở đây nó có 5 màu cho quý vị chọn lựa, và shampoo, conditioner cũng như thuốc nhuộm đều bằng dược thảo, nên tóc quý vị không bị hư, không bị rụng, hư cái da đầu khi chúng ta nhuộm tóc này. Và 1 tháng chỉ cần gội 1 lần mà thôi. Và thưa quý vị, cái hair mask cũng là một cái sản phẩm đặc biệt để giúp cho quý vị, những người tóc gãy, tóc rụng, tóc hư đó, thì có thể dùng lại để cho trét lên đầu, để cho sau đó tóc như rơm khô rồi đó sẽ bóng mượt trở lại nhờ cái hair mask này. Đây cũng là một phát minh đặc biệt của Nhật Bản, thưa quý vị. Sản phẩm tiếp theo của họ đó là, thưa quý vị, hai chai collagen. Một cái collagen để giúp cho chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một cái để giúp cho trị đồi mồi, trị nám, trị tàn nhang, trị lông ben. Hai chai rất là đặc biệt và xài rất là dễ dàng, thoải mái. Chúng ta có thể dùng xài ban ngày bởi vì nó có chống nắng, còn ban đêm thì chúng ta có thể dùng loại xài kem của Nguyễn Hồng Nhung, thưa quý vị. Và cái loại này thì rất là tốt, và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Xin liên lạc với anh Scott để biết thêm chi tiết, và muốn làm đại lý trên 50 tiểu bang, xin gọi cho anh Scott ở số phone đang hiện trên màn ảnh và website. Chúng tôi đang cần quý khách ở 52 tiểu bang làm đại lý tiệm tóc, tiệm nail vân vân. Tại các khu chợ tại miền Nam California, quý vị đến đều có những cái sản phẩm, có những cái quầy SK cũng như trong Phước Lộc Thọ vân vân, đều có những cái nơi bán SK đầy đủ hết. Riêng tại quý khách tại xa, tại các vùng mà muốn gửi về lẻ đó, hoặc là quý vị có thể cũng đến với Tân Tú Quỳnh, ngay tiệm của chúng tôi cũng có đầy đủ hết, và chúng tôi gửi đi cho quý vị khắp thế giới với số điện thoại 7146127309 và website tantuquinh.com. Cảm ơn chị Ngọc Lan ở bên Úc cũng đã mới order một cái thùng hàng rất là lớn và đối đầy đủ những mặt hàng mà chúng tôi giới thiệu trong đây. Chúng tôi có những người khách rất là đặc biệt và theo dõi chuyện phố phường để theo dõi những sản phẩm của chúng tôi. Và thưa quý vị, đó là SK Nhật Bản. Bây giờ thì xin mời chị
Trang Thanh Lan với công ty Liên Phạm. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chiêu sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mực nắng, các loại mắm các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Boss Avenue, Suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu phở Thìn và Hảo Vị BBQ. Quý vị cũng có thể vào website liênphạm1.com ở các tiểu bang và website liênphạm1.com. Có cái gì đó có. Hôm qua chị đi đâu chị ghé Liên qua Phạm. Qua chị đi coi hát với em, coi chị Bạch Yến hát với em với Lôi Linh đó, thì Liên Phạm coi cho chị nồi cá. Mà chị nói là chúc chị ghé lúc của mình đi coi tới khuya tối về cái mình quên luôn. Chúc là sau khi đi làm Trang Thái Lan sẽ ra lấy nồi cá kho của Liên Phạm ngon coi. Ngon lắm cá lóc. Cá lóc hả? Chị cá lóc hả? Cái gì? Không biết cá gì nữa là có cá kho cho chị. Không biết cái em hy vọng kho cho chị một nồi cá tra, còn em là cá lóc. Ôi cá tra ngon lắm chứ bộ. Em không bao giờ ăn cá đó, em không thấy ngon. Người ăn cá tra thông minh lắm á. Chị nói em nghe. Ở đây có lấy gì food stamp như không? Có lấy food stamp. Thưa quý vị nhớ đến với Liên Phạm những cái món hàng đặc biệt. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công ty Cancler Food. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các loại trà. Hôm thứ sáu thì chúng tôi để giới thiệu về đông trùng hạ thảo đen. Thì ngoài đông trùng hạ thảo đen là một cái những cái sản phẩm đặc biệt, chúng tôi có các loại trà, mỗi loại trà để bổ dưỡng giúp ích cho quý vị một cái căn bệnh để hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều. Đầu tiên phải nói đến là trà tiểu đường BG. Thưa quý vị, trà tiểu đường sẽ giúp cho quý vị cân bằng lượng đường trong máu và làm cho quý vị uống từ 3 gói đến 12 gói, lượng đường sẽ xả xuống tới mức an toàn để quý vị có thể sống bình thường và có vẻ kiên cử trở lại. Và thưa quý vị, sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm CX, là sản phẩm về mỡ trong máu, để cho những người bị mỡ trong máu chống đột quỵ này kia thì quý vị phải dùng loại mỡ trong máu để khỏi bị nhồi máu cơ tim đó. Thưa quý vị, chúng ta dùng CX trà mỡ trong máu. Loại trà thứ ba là trà EP, sẽ giúp cho quý vị những người bị đàn ông bị tuyến tiền liệt, bị sưng không đi tiểu được thì uống loại này sẽ đi tiểu rất là dễ và không bị sưng nữa. Trà tiếp theo thưa quý vị là trà MX. Thưa quý vị, sẽ giúp cho quý vị những người phụ nữ đang tới tuổi tiền mãn kinh uống loại này vô, nó vừa khỏe vừa làm cho mát người trở lại, không còn nóng nảy, không còn bực dọc, đặc biệt là hết nám, hết tàn nhang, ngay cả tàn nhang mà vết nám đen luôn, quý vị uống này uống đều đặn thì quý vị sẽ được da quý vị trắng trở lại rất là đẹp. Đây là một loại trà đặc biệt của hãng Cancler Food. Trà tiếp theo nữa là trà NI. Thưa quý vị, trà BP. Trà BP là để dành cho quý vị những người bị hạ cao huyết áp, chúng ta uống để hạ huyết áp xuống, để giữ cái mức độ trung bình. Thưa quý vị, dùng trà BP. Trà tiếp theo là trà NI, là loại trà ngứa. Trà này sẽ giúp cho quý vị bị ngứa, bị dị đứng mề đay, bị ăn nổi ngứa và bị ra biển hay là kỵ đồ biển, kỵ gió, kỵ hóa chất độc hại bị ảnh hưởng, hoặc là làm neo bị hóa chất mà ngạt mũi kinh niên cũng uống loại trà này rất là tuyệt vời. Ngoài loại trà này, chúng tôi còn loại trà SI, là loại trà SI thưa quý vị, để giúp cho quý vị về cho những người trong ngành neo. Xin ban kỹ thuật để cái trà SI, những người trong ngành nail đó, chúng ta cần cái tay mà làm khô nứt nẻ, bị rỉ nước, thưa quý vị, không làm nail được nữa, thì trà SI vừa uống vừa ngâm vừa sức. Đây là một loại trà 3 trong 1, rất là tuyệt vời. Sau 5 ngày là tay quý vị sẽ có thể lành lặn và quý vị thấy là uống một gói là có thể chuẩn bị đi làm trở lại được, rất là hay. Một loại trà nữa là loại trà XO, dành cho những người bị nhậu nhẹt, yếu gan thưa quý vị, và cái loại này trà này bổ gan và giúp cho giải rượu trong vòng 15 phút, gọi là trà hangover. Ngoài ra chúng tôi có một loại rượu thuốc gia truyền thưa quý vị, một loại rượu thuốc gia truyền để quý vị bóp xương, bóp chân, bị trật, bị gãy, bị té vân vân, và nó còn có thể uống để trị những cái bệnh khác nữa, nhưng mà tiêu chảy. Và quý vị có thể dùng cái loại đặc biệt gia truyền này của chúng tôi, và xin quý vị gọi cho chúng tôi. Đại diện phát hành cho công ty Cancler Food là Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 714-612-7309. Quý vị cũng có thể vào website để order, hoặc là quý vị muốn làm đại lý cũng liên lạc với chúng tôi. Tại Thiên Nga Paris cũng có những sản phẩm của công ty Cancler Food. Xin mời chị Linh.
À, còn một tiệm nữa đó là Lan Anh Kitchen, thưa quý vị, ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán phở, nè, mì Quảng Phan Thiết, bánh canh tôm cua, bún cá, bún riêu, cơm gà roti, cơm thịt nướng, cơm kiểu như là sườn nướng rồi đó, rất là ngon quý vị. Nó có rất là nhiều juice. Và ở đây cũng có những cái món gỏi, súp, đồ tráng miệng, những cái món cuốn rất là ngon. Và bánh khọt, bánh xèo. Bánh khọt, bánh xèo, hai cái món mà rất ngon mà Mỹ Linh hay quên nhất. Đó, và ở đây nó cũng có những cái tray để dùng cho những cái party tray từ 10 người đến 15, 20 người. Rất là gọn để chúng ta order trong những buổi tiệc nhỏ nhỏ của chúng ta. Và những cái món tráng miệng như là chè, khoai môn, chè bắp, thịt dừa đồ quý vị. Bánh lọt. Bánh lọt, ăn rất là ngon. Mỹ Linh rất là thích mấy cái món đó, mặc dù không thích ngọt. Và thưa quý vị ơi, ở đây cũng đang có những cái món mới là món chả giò tôm cua, mà đặc biệt đó nha, chả giò tôm với cua to mà ăn với rau rất là ngon. Đồng thời họ cũng có rất là nhiều món ăn khác nữa quý vị, mỗi ngày, đặc biệt nữa là bún bò Huế cũng nổi tiếng lắm. Rồi còn nhiều loại bún riêu, canh bún cũng ngon nữa, và nhiều món ăn khác nhiều từ thứ hai cho tới thứ năm. Thứ hai tới thứ sáu thì lại có cơm chỉ để cho quý vị, cơm to go cho quý vị, những người đi làm nó đến chỉ từ thứ hai tới thứ sáu luôn. Thứ hai thứ sáu luôn. Mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối chủ nhật, đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Nơi đây nhận food stamp EBT nên quý vị có thể liên lạc với chúng tôi với số phone hiện trên màn ảnh. Địa chỉ là 6944 Westminster Boulevard, đường Westminster, ghi từ đường Beach chạy lên gặp đường đường Westminster, qua khỏi đường Beach, qua khỏi đường Golden West, gặp Popeye ở bên trái, quẹo vô là đến. Thưa quý vị, đó là Lan Anh Kitchen. Xin mời quý vị đến đây ăn, nơi mà chúng tôi luôn ăn cơm tháng. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị hai công ty của Việt Facemall và My E Shopping. Thưa quý vị, Việt Facemall đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là tinh dầu thông đỏ. Tinh dầu thông đỏ của Việt Facemall đã được quý vị ưa chuộng trong thời gian qua. Nó giúp ích rất nhiều, được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm, đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thải lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, với giá 210 đồng một hộp. Sản phẩm nữa là, thưa quý vị, đó là probiotic Hygiene. Mấy hôm nay quý vị đã bắt đầu mua lại rất nhiều rồi, quý vị có thể liên lạc với Thúy Nga hoặc là Việt Facemall đều có hết, ngay cả Tân Tú Quỳnh chúng tôi cũng có luôn. Thuốc bổ dưỡng tiêu hóa Hygiene Probiotic, đây là một cái men vi khuẩn sống rất là tốt cho cơ thể, để giúp cho quý vị bổ về đường tiêu hóa, ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ngăn ngừa tiêu chảy do trứng không dung nhập đường lactose, giúp ngăn chặn trứng trào axit từ dạ dày, giúp thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong cơ thể, nhất là những người cũng bị ngứa rồi đó, thì chúng ta lại dùng cái probiotic này cũng rất là tuyệt vời cho những người yếu gan luôn. Rồi tiếp theo của họ, thưa quý vị, đó là hoàn bổ đáng 60 viên. Thưa quý vị, đây là một loại dược thảo đặc biệt sẽ giúp cho quý vị chống mặt, nhức đầu, rối loạn tiền đình, quý vị bị mệt mỏi khi đi chơi, say sóng vân vân, và quý vị bị có thể ngăn ngừa đột quỵ, thì chúng ta dùng hoàn bổ đáng 60 viên 300 đồng thưa quý vị, của hãng Samsung Hàn Quốc. Và quý vị có thể liên lạc với Việt Facebook với số phone hiện trên màn ảnh. Tiếp theo là công ty Esaracu, thì chúng ta biết chỉ có một cái loại sản phẩm thôi, đó là một bộ kem dưỡng da nổi tiếng Esaracu. Cái loại này đó là do một cái viện đại học Hàn Quốc nghiên cứu trong 30 năm tại Seoul, đã cho ra một những cái sản phẩm rất là đặc biệt. Bộ thứ nhất gồm có 5-6 chai tế bào gốc làm từ nhau thai cuốn rốn của trẻ em, và dẫn xuất vitamin B3, các chất thiên nhiên như cỏ hổ, trái sung, trà xanh vân vân, giúp cho quý vị phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng, nhìn trẻ trung hơn, xe khít lỗ chân lông, nâng cơ, kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc, giúp da giữ độ ẩm, căng mọng. Ngoài ra chúng ta có thể dùng với được Deep In Night Cream 65 đồng một chai, thưa quý vị. Kem dưỡng da ban đêm với công nghệ là thay vì dùng đó thì chúng ta có thể để lăn kim. Thay vì lăn kim, mà một cái loại lăn kim mà rất là đau đớn, thì chúng ta có công nghệ lăn kim cà bằng vỏ san hô, thưa quý vị. Và cái chai này 65 đồng giúp cho da thẩm thấu kem, nó phải dính vào da liền, giữ ẩm cho da và truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ, phục hồi da, tái tạo làn da. Kèm với những sản phẩm nữa là Esaracu Booster Serum, loại này chỉ có 60 đồng một chai thôi, giúp cho tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, hỗ trợ khai thác tế bào của exosome, tăng cường collagen, giữ ẩm cho da, giữ trang được mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn, da mập. Và cuối cùng của họ là một cái chai Snow Tone Up Cream 20 đồng,
kem dưỡng da ban ngày và cũng giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình. Không cần dùng mỹ phẩm, không cần dùng make up nhiều quá khi dùng kem này. Có thể dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, cũng giúp xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen, vân vân thưa quý vị. Quý vị có thể mua một bộ là 385 đồng, hoặc là mua từng chai từng chai từng chai theo màn ảnh chúng tôi đã trình bày. Với hai số phone của Việt Face Mall và Việt My eShopping, quý vị thấy hai số phone đó quý vị cứ gọi để mua nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và chị Mỹ Linh, thưa quý vị, đây là một cái bản tin có một cái ông, một cái nhà vật lý, thì ổng đã chia sẻ một cái kinh nghiệm mà ổng cũng đã thí nghiệm rồi, một cái mẹo mà để cho mình xài quạt mà làm cho mát nguyên cả cái phòng đó chị. Thí dụ như thường mình xài quạt, mình ưa quạt cho trong người mình, mình đi mình tua nó qua đi lại đi qua lại vậy nè để cho nó mát. Nhưng mà ông này á thì ngược lại, ông đó muốn mát cho cả cái phòng á, thì chị phải đặt cái quạt đó nó hướng ra phía cửa sổ và đặt từ coi như là nửa thước cho đến hai thước. Thì khi mà chị quạt cái luồng không khí ở trong nhà mình nó nóng á, thì nó sẽ luân chuyển cái luồng không khí, nó sẽ bay ra ngoài cửa sổ và nó sẽ làm cho cái căn phòng mình nó mát trở lại, chứ không phải là đặt vô ở trong phòng mình cứ quạt qua quạt lại thì cái luồng đó nó cứ vòng ở trong đó. Nếu mà chị đặt ra hướng vào cửa sổ đó thì cái luồng nóng nó đi ra ngoài cửa sổ và cái luồng mát nó tự động nó từ từ nó sẽ mát cái phòng. Giống máy lạnh hả, tức là phải hút cái mặt luồng nóng đó ra. Cái cách đó đó nhưng mà cái quạt nó cắn ở đâu? Em cái quạt mà mình hay di chuyển đó, những cái loại quạt, quạt đó, nhưng mà thay gì đó em gắn, em chĩa vô trong người em. Thí dụ như cái cửa sổ nằm đây đi, cái quạt em để đây em chĩa vô người em quay vòng thì không phải. Em phải để cái quạt nó hướng ra phía ngoài cửa sổ cho nó bay cái luồng nóng nó đi ra, nó đưa cái luồng nóng nó đi ra ngoài. Nhưng mà mình đừng có đặt gần quá, mình phải đặt từ nửa thước cho tới hai thước thì cái có nghĩa là mình sẽ không được hưởng không khí mà mát nó vô ngồi dưới quạt, mà nó chỉ là không khí nó mát từ bên trong, nó mát dịu. Nó mát nó sẽ dịu cho mình không hơn. Đã nhiều khi nóng mình muốn đứng rồi mình banh càng nếu mà như vậy á, thì em cứ sẽ lần quần cái không khí nó lần quần gì hoài, nó đâu có mát cho em. Mở cửa sổ có ra. Nhiều khi thì mở cửa sổ đó chị, thì mình quạt mình quay qua cho mình nha mọi người, lợi thì cửa sổ mở nó cũng vẫn đem cái hơi mát ở ngoài vô vậy. Thì đúng rồi. Nếu như mà mình làm như vậy, nhưng mà có nhiều người thì cứ quay vô giống như Trung Tử Lưu vậy đó, là một cái dạng người cứ quay thẳng vô mình vậy. Thích vậy đó, thích dội dội vô mình đó. Mà nói nhá, tới nhà tối qua nào mới em thấy bị em dội cái quạt vô người em lạnh luôn á. Nằm mơ em thấy em bị lạnh vậy đó. Nhưng mà sự thật thì em vẫn đang bị lạnh chứ gì phải không? Cho nên trong mơ em mới thấy lạnh. Em trùm mền mà. Nhưng mà em giật mình em thấy như em đạp mền. Thì đó thường bị lạnh mới bị như vậy đó. Có cái là trước khi cái đêm mà chị nằm mơ đó là sáng sớm là chị hay tin Đức Tiến mất á, là chị nằm mơ chị thấy chú Phi Toàn. Tự nhiên chị thấy chú Phi Toàn đi xô chung với chú á. Tự nhiên thấy chú Phi Toàn là giỡn giống ngày xưa, ổng hay giỡn với mình ấy, tự nhiên thấy vậy đó. Người ta nói là chứ cái chuyện mà mình nằm mơ mình thấy người thân nào đó của mình đó, nếu như thỉnh thoảng thấy thì không sao. Nhưng mà nếu như mình thấy thường xuyên mình thấy hoài mà nhưng thường là những cái cảnh mơ nó giống vậy đó, thì hình như là người ta muốn mình giúp người ta đó. Mà chỉ có mình là cái người mà có nói về tâm linh đó. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cái lúc mà giấc mơ thấy như thế nào nữa, còn giấc mơ mà thấy người đó khỏe hay là thì không sao. Rách rưới hay là ăn mặc tươm tất có loại khác nữa. Nó có một cái em thì coi như là trước khi mà em nói chuyện, trước khi em vô quảng cáo rồi đó, em phải có một câu chuyện em phải nói, phải tâm sự cho mấy chị nghe, phải không? Dụ gì? Còn câu chuyện nó cũng vui, phải không? Có nghĩa là em là sống rất là hiền hòa, ai cũng thương hết trơn. Hồi xưa mà ở cái xóm của em, em ở trong đó đó hả, trước khi em tới đó, cái xóm đó suốt ngày người ta chửi nhau. Chửi nhau, thú sủa, đánh lộn nhau, đủ thứ chừng á. Nhưng mà từ ngày em vô là họ thương yêu nhau liền, ai cũng thương yêu nhau hết trơn. Mà xúm nhau chửi em. Xúm nhau chửi em. Biết ngay mà. Chị đã nghĩ trong đầu rồi. Trời ơi, chị đã nghĩ trong đầu. Coi như sớm rồi, coi như là suốt ngày chửi nhau. Xong rồi em về, cái người ta xúm nhau chửi em, tao quên chửi nhau. Sớm đó là thiên thần hay là ác quỷ về đó. Em coi thưa quý vị biết không, quý vị có biết một vị sư ở Việt Nam tên là Thích Minh Tuệ. Ông không phải là sư nhưng mà là ông hành giả như một vị sư chính, coi như là chính đáng, mà coi như là kiết xác hành giả mà vô ưu vô lo luôn và tu khổ hạnh luôn thưa quý vị. Mà bây giờ ông trở thành một giống như một idol, một anh hùng của Việt Nam, mà ông đi tới đâu ở đây thì cả trăm cả ngàn người theo, mà đặc biệt trong đó có những người
TikTok, YouTuber này kia đó, họ đi theo, họ quay hình để họ đưa lên trên YouTube để họ lấy kiếm tiền, và họ nói là làm phiền ông không dứt luôn. Mà chỉ biết ông họ qua em có để một tấm hình luôn, em có để tấm hình là đến nỗi mà thưa quý vị, chúng tôi luôn không để tấm hình này lên thì nó hơi bị bất lịch sự lúc xíu, là ông á thì ông đi ngoài đường suốt ngày, ông ngủ trong rừng, ông ngủ trong hang đá vân vân, và khi mà ông cần đi vệ sinh, tự ông cũng là con người mà, thì ông lại vô mấy cây xăng, ông xin đi vệ sinh, và ai cũng vui vẻ niềm nở cho ông đi hết. Và có một cái tấm hình chúng tôi luôn thấy là khi ông vô vệ sinh đó, cái cửa sổ với trên mấy cái ổ lỗ nhỏ nhỏ đó, chúng nó chỉa cái cây lên, chỉa đèn, chỉa video vô, chỉa máy vô để quay cảnh ông ngồi ở trong. Mà em nói thế, tại sao người ta có thể bất nhẫn đến mức độ mà coi như là không có còn một tư mấy hôm cách. Nay đó, mấy hôm nay có nhiều cái video clip người ta kêu gọi là không có nên làm như vậy nữa. Kêu thì kêu, nhưng mà người ngoài ngày nào cũng làm kêu như vậy á hả, thì thầy coi như là làm khổ cho thầy quá. Đâu, bây giờ ông thầy cũng khôn lắm. Ông bây giờ ông đi xuống sông, ông đi trong sông suối, với lại đi vô băng rừng, băng ruộng, băng qua rừng luôn, tự ông đâu có sợ mấy chuyện đó. Nên mấy cái YouTube mang giày để đi theo bây giờ phải bỏ bớt hết. Bây giờ chỉ còn số ít người mà chịu khổ theo ổng thôi. Đúng rồi, đi vậy là khổ. Mà ổng em lúc hồi trước đây Mỹ Linh chừng khoảng 1 tuần, lúc mà Mỹ Linh thấy cái càng ngày càng có nhiều người đó, mình đã nghĩ trong lòng rồi, mình nói chứ nếu như mà vậy thì có khi là thầy đi vô sâu ở trong phía trong á, thì có khi là đỡ được cái vụ này hơn là đi ngoài đường lộ. Mà quý vị ơi, cái hay của thầy Minh Tuệ đó là thầy là Phật giáo, nhưng mà thầy làm cho những người bên Tin Lành, bên Công giáo gì nhìn vô cũng thán phục, mà thấy mến lắm. Thấy mến vì cái đức độ cũng như là cái cách mà thầy, không, cái cách mà thầy chịu đựng được và đã làm được những cái chuyện không ai làm được hết. Mà chị thấy thầy hay nhất là bỏ chân đi. Chân trần mấy đó. Mấy năm trời chân trần đi. Hai cái bằng chân này. Chỉ có một buổi thôi, giống như một cái lớp da dày rồi đó chị. Tự vì thường cái da mình nó phải làm vậy để cho nó chịu đựng được, chứ không thôi mình em cũng thấy là em không nghĩ là tất cả mọi người đi tu hành cần phải làm như vậy. Nhưng mà điều thầy làm cái đó thì giống như một tấm gương thôi, chứ còn nếu mà ta tu, người ta có chùa có đồ này kia thì đâu có ai bắt buộc phải làm vậy. Bởi vì cái vận hành của xã hội đó là thầy nói là thầy muốn thử cái sức chịu đựng của mình với lại cái thứ sức khỏe của mình, rèn luyện cái sức khỏe. Nhưng mà cũng hay chứ ha, cái đó nó làm cho mình cảm thấy đó là một cái gì rất là vui. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo. Thứ nhất là Hắc Nhân Sâm. Hắc Nhân Sâm, thưa quý vị, Hắc Nhân Sâm chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng Hắc Nhân Sâm Well Ground của chúng tôi. Sâm nước, sâm bột và sâm sâm nước có lại rồi nha quý vị. Sâm nước đã có lại rồi. Sâm nước, sâm bột và sâm cao cốt. Sâm cao cốt chị Trang Thanh Lan dùng rất là tuyệt vời, chị Lan. Như Trang Thái Lan cũng đã thường chia sẻ với quý vị là cái sâm này Trang Thái Lan phải nói là tuyệt vời quý vị. Khi mỗi sáng mình ngủ dậy mình uống một muỗng cà phê của cái hộp sâm này thôi, một muỗng của nó. Muỗng nhỏ xíu mà quý vị, bằng cái ngón tay mình thôi, thì mình khỏe nguyên ngày nha quý vị. Trước khi mình ra khỏi nhà đó, mình uống xong rồi mình đánh răng, rồi coi như là cái sau này cái sức khỏe của chị có phải nó ổn định hơn, nó ổn định lắm quý vị ơi. Đi chơi xa mà dùng một miếng là coi như đi máy bay khỏe lắm. Chúng nhưng mà mấy anh nước mà đi nhậu á, tối hôm qua nhậu mà sáng dậy đi làm không nổi cũng nên uống một muỗng là tỉnh liền. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có những loại sâm mới đó, hôm nay bữa nay hình như chúng tôi luôn quên đem rồi. Có sâm loại sâm, thưa quý vị, chúng tôi đã có sâm mới trong tiệm rồi nha. Thứ nhất đó là sâm tiểu đường. Sâm tiểu đường loại rất là đặc biệt, hắc sâm mà giúp cho tiểu đường. Một hộp đó thưa quý vị chỉ có mấy chục gói thôi, nhưng mà mỗi một gói quý vị uống là lượng đường nó giảm xuống liền và nó bổ sức cho chúng ta khỏe mạnh luôn. Hay lắm thưa quý vị, đó là một loại sâm cao cấp, rất là cao cấp của hãng sâm Royal. Sâm tiểu đường chúng tôi đã có rồi, hắc nhân sâm tiểu đường. Một loại hắc nhân sâm thứ hai chúng tôi cũng đã có nữa là hắc nhân sâm nước cao cấp, được chính phủ đóng dấu đánh mạc đàng hoàng là đây là loại sâm nước mà chất lượng nhất thưa quý vị, chúng tôi cũng đang có trong tiệm. Và một loại nữa là bác sĩ Kim đội nón đó quý vị, thấy cái An Ngưu Hoàng Cung đó, hôm nay chúng tôi có một cái loại hắc nhân sâm, không phải là hắc nhân sâm, nhân sâm với lại nhung hưu của bác sĩ Kim. Một hộp chỉ có 150 Mỹ Kim thôi thưa quý vị, một hộp sâm của bác sĩ Kim mà nhung hưu và nhân sâm rất là tuyệt vời, uống vô để bổ dưỡng. Mà chúng tôi luôn biết được là do những người khách họ đi tìm, họ muốn mua cái đó thì chúng tôi mới liên lạc với hãng để lấy được cái đó về. Nên cái đó thì chúng trong thời gian tới chúng tôi sẽ đem lên để giới thiệu cho quý vị, nhưng mà đã có trong tiệm hết rồi. Và thưa quý vị, hắc nhân sâm Royal cũng rất là tuyệt vời, cũng mới về lại, nên quý vị có thể liên lạc với chúng tôi mua. Đúng, hàng lúc nào cũng cháy hàng là cái loại này, là bởi vì cái loại này chị Giao Linh chỉ hay uống vào một hộp 1 kg. Ngoài ra chúng tôi cũng có hắc nhân sâm lát, tẩm mật ong cũng về đầy đủ, với sâm lớn sâm nhỏ đều có đầy đủ hết, chứ không
không thiếu thứ nào hết. Hộp nhỏ 100 và hộp lớn 150, giúp cho quý vị đi chơi, đi du lịch này kia cầm theo một cách tiện lợi và để giúp cho quý vị cũng khỏe mạnh. Mà quý vị không thích đắng đó thì quý vị có thể dùng cái loại sâm đó. Và sâm, cái loại sâm mà chúng tôi là sâm gốc của Hàn Quốc đó nha, loại gốc chính xác luôn, với đồng trùng hạ thảo linh chi và hắc nhân sâm, giúp cho quý vị hết bị gọi là nám mặt mà nó khỏe mạnh luôn đó. Thì đây cũng là một loại rất là đặc biệt chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu qua quý vị những cái sản phẩm khác của Tần Tú Quỳnh trong ngày hôm nay. Đó là đầu tiên phải nói đến An Ngưu Hoàng Cung, thưa quý vị. An Ngưu Hoàng Cung với hai loại bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón, chúng tôi đều có đầy đủ với nhập về đầy đủ. Hai loại An Ngưu Hoàng Cung này quý vị cũng biết rồi, một loại là bác sĩ không đội nón thì chúng tôi lưu và chị Mỹ Linh dùng, một loại bác sĩ đội nón là chị Trang Thanh Lan dùng. Ngày hôm qua chúng tôi lưu thấy lúc đi coi phô show Bạch Yến, chị Trang Thanh Lan cũng lấy một viên trước khi đi đó uống vô, nhai một cái thì chị nói cho chị khỏe, mà lát chị thấy 15 phút sau là chị thấy trời, chị thấy khỏe quá. Tại sáng chị bị chóng mặt á, chị bị giống phừng khó chịu lắm. Với em thấy chị làm việc nhiều quá trời. Hôm qua chị đi hát nữa, chị đi hát cho Teletron nữa. Và thưa quý vị, hôm qua khoan mình chia sẻ một chút xíu là hôm qua là cái show chị Bạch Yến vừa tan ra vừa giảng đó quý vị, thì Trang Thanh Lan, Chung Tử Lưu với Mỹ Linh đi ra để tặng bông cho chị Bạch Yến. Thì khán giả của Chuyện Phố Phường, trời ơi, nếu dễ thương quá hình. Dễ thương quá luôn, các chị thương chương trình Chuyện Phố Phường đó, các chị lại chụp hình, chụp hình đó cho mấy chị show của chị Bạch Yến chứ phải show của chị Chuyện Phố Phường. Cho thấy ba mình tặng. Đi á, thấy thương ghê luôn á. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đến với Thân Thú Quỳnh với sản phẩm An Ngưu Hoàng Cung, quý vị cũng nhớ là rất là đặc biệt nha. Và thưa quý vị, tiếp theo đó là loại Jolivia trẻ đẹp cao sang quý phái đang sale đặc biệt. Đây là một loại thuốc viên giúp cho quý vị chống hôi miệng, mồ hôi nặng mùi, giúp chống lão hóa, cải thiện làn da sậm màu săn chắc và giúp trắng sáng da, giúp điều hòa nội tiết tố, giảm căng thẳng, nóng nảy thời kỳ mãn kinh, tạo hương thơm quyến rũ cho cơ thể để tăng thêm sự tự tin và thu hút trong cuộc sống lứa đôi. Các cô xài rất là thích, thưa quý vị, với mùi hương hoa hồng khi chúng ta uống cái này, cơ thể tiết ra mùi thơm. Đây là một loại đặc biệt, 120 đồng một chai mà đang sale, 100 đồng một chai mua 3 tặng 1. Quý vị phải nhanh tay nhé, mua 3 tặng 1 Jolivia, một loại dược thảo đặc biệt thuốc viên để giảm mùi hôi hết và tạo hương thơm cho cơ thể và làm trắng da. Đây là một loại dược thảo mà chúng tôi đã bán trong cả năm qua và nhiều cái đài truyền hình, quý vị thấy cũng đã rất là đắt bán cái sản phẩm này, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi lưu xin giới thiệu đến quý vị Colons, là một cái sản phẩm chúng tôi đã trở về lại. Colons đã giúp cho quý vị bị bón, bị táo bón, bị nặng bụng, bị chướng bụng vân vân, bị sình bụng vân vân, thì chúng ta dùng để tẩy độc hết cơ thể ra mà lại ngăn ngừa cái bệnh trĩ và bệnh ung thư đại tràng, và giúp cho quý vị đi ngoài rất là dễ dàng mà không phải là bị tào tháo đuổi nha quý vị. Đó là Colons. Chúng tôi cũng có giới thiệu trong tuần này, thì chúng tôi cũng giới thiệu lại quý vị là cái sản phẩm D88. D88 giúp cho tiểu đường, ổn định lượng đường trong máu. K88 Plus giúp cho bổ thận, thưa quý vị, giúp cho những người bị bệnh thận này kia vân vân. Và một loại là L88 tuyệt vời để giúp cho bổ phổi. L88 thì quý vị cũng biết rồi, nó là tiền thân của N38, đã được tăng cường nhiều chất để giúp cho quý vị có bộ phổi mạnh mẽ, khỏe mạnh và chống chọi với các dịch bệnh mà đang virus đang xâm nhập trong cơ thể của chúng ta và đang hoành hành trên thế giới. Ngoài cái đó thì chúng tôi cũng có những cái loại đặc biệt, chẳng hạn như là cái chai Alpha Hope đó. Cái này cũng là một loại thuốc viên để đẩy mùi hôi trong cơ thể ra, đẩy hết mùi hôi trong cơ thể ra, và nó còn nhiều các tác dụng khác cũng tuyệt vời lắm, thưa quý vị. Alpha Hope là cũng là một loại dược thảo đặc biệt của chúng tôi. Quý vị mà đến với chúng tôi thì quý vị cũng sẽ được tặng những cái sản phẩm giống như là dầu gió chúng tôi mới về lại nè, dầu gió Tân Tú Quỳnh đó mới về lại với một cái chất lượng cao hơn. Ngay cả quý vị muốn dầu khuynh diệp thì chúng tôi cũng có dầu khuynh diệp và dầu gió là peppermint, rất là nhiều người thích, thưa quý vị. Đã dùng rồi thì rất là thích, là cái mùi của nó rất là tự nhiên. Cái mùi của lá húng đó, lá peppermint nè, nó làm cho chúng ta relax và dễ chịu lắm. Nó cũng giúp cho chống mặt, nhức đầu vân vân, và để bị côn trùng cắn. Rồi cái chai mà quý vị biết, cái chai mà Isabel mà để giúp cho quý vị bị phỏng đó, mà thức cho hết đau đó, chỉ có chúng tôi mới có thôi, nó tuyệt vời lắm. Bị đau đớn như thế nào thì sức cái chai phỏng là lên cũng hết. Và thuốc mọc tóc của chúng tôi là chai The Best of Grow Hair của Mỹ, cũng tuyệt vời luôn. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều sản phẩm mới mà chúng tôi không thể giới thiệu hết trong một cái chương trình. Quý vị có thể vào trang web tantuquinh.com để xem nhé. Và quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi số 7146127309. Mùa hè thì quý vị nhớ là phân vi
Nutrition AGN cũng là một sản phẩm mà quý vị cần phải mua về để tưới cây, tưới rau, bắt đầu chúng ta trồng rau, trồng quả để bồi bổ cho cây có trái. Và hôm nay cây xoài của chúng tôi luôn phải nói là nó đậu bông kinh khủng khiếp luôn. Cây xoài mà ra bông ngộp luôn quý vị trong chậu đó. Mà năm ngoái chúng tôi luôn lấy được đến 15 trái đó chị. Cây xoài trong chậu nha. Có ăn cái nào đâu nói chi mất công. Hả? Ông em không, tự em không có mời thôi chứ còn em ăn rất là ngon. Em mỗi lần em hái trái cây em bầm em ăn với lại cá kho với lại cá chiên dầm nước mắm rồi đó. Em tự thưởng thức rồi em tự vậy đó, em cảm thấy rất là hạnh phúc mà không cần phải chia sẻ cho ai hết. Ủa mà sao xoài nhà em bổ ích lắm sao mà em ăn một mình vậy? Có 15 trái à? 15 trái mà em ăn mình giờ vậy chị đó. Trái em trái vẫn còn 13 trái đúng không? Còn 13 trái mà em ăn. Tụi mấy chị không có hỏi. Thưa quý vị, Shaka Deluxe là một cái loại dược thảo đặc biệt để giúp cho quý vị đó là nhiều cái tác dụng lắm. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái này là Shaka Deluxe đang có chương trình 45 đồng một chai, mua 3 tặng 1 cho quý vị. Và cuối cùng của chúng tôi thứ hai là chai SD thần kỳ. Chúng tôi không cần nói nhiều, chỉ cần bỏ lên đây một giọt trà cho nó khô. Bỏ lên đây một giọt trà cho nó khô. Và thế là quý vị sẽ có một cái sức khỏe thần kỳ. Hết nhức đầu, hết đau nhức, đau vai, đau chân, đau tay, bị ngủ ngon, bị loãng xương, bị vập bẻ, trào axit ngực dạ dày, bị mắc giật, miệng méo, vân vân, tất cả bị gao, rồi bị tóc rụng, bị da mặt xấu, tất cả đều đi hết từ từ. Mỗi người chúng ta cảm nhận vô là chúng tôi đã giúp cả chục ngàn người rồi thưa quý vị, và ai cũng rất là cảm thấy vui và hứng khởi. Mà quý vị thấy rằng những người chưa xài nên xài bởi vì rất là tuyệt vời. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số điện thoại 7146127309 hoặc vào website tuntucquinh.com. Ở Việt Nam cũng có, ở Việt Nam có không những chỉ SD mà còn những sản phẩm khác của Tân Túc Quỳnh cũng như Thúy Nga Paris bên Canada. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần này. Xin kính chào quý vị.